trong một thế giới mà sức mạnh không chỉ nằm ở việc hiểu biết nó là gì, mà còn quan trọng hơn là biết cách áp dụng chúng vào thời điểm và cách thức phù hợp. Đôi khi, chúng ta phải đối mặt với những tình huống khó khăn, nơi mà sự im lặng và sự chịu đựng không còn là giải pháp. Đó chính là lúc chúng ta cần phải dùng can đảm nói ra những điều không thể chấp nhận được bằng một giọng điệu bình tĩnh nhưng kiên quyết. Mỗi người chúng ta đều sở hữu một trong những sức mạnh tuyệt vời, và tùy thuộc vào tình huống cụ thể, việc chọn lựa đúng sức mạnh để sử dụng đòi hỏi sự điềm tĩnh và khả năng hình dung rõ ràng về tình hình. Vào bất kỳ thời điểm nào, chúng ta đều có thể khai thác ít nhất một trong 8 loại sức mạnh, biến chúng thành công cụ để vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Để khám phá sâu hơn về chủ đề này, hãy cùng nhau đi vào thế giới của 8 sức mạnh và cách chúng có thể thay đổi cuộc sống của bạn. 8 sức mạnh đặc biệt này được phát triển thông qua việc thực hành Raja Yoga. Đầu tiên, chúng là 8 phẩm chất, nhưng từ sức mạnh được sử dụng ở đây có nguồn gốc sâu xa. Sự khác biệt giữa phẩm chất và sức mạnh là gì? Phẩm chất của một người đôi khi có thể được hiển thị ra ngoài để ta có thể nhận biết, nhưng có lúc chúng lại ẩn chứa bên trong tính cách. Người ta có thể đánh giá cao phẩm chất nhưng không nhất thiết phải có chúng. Trong khi đó, sức mạnh không thể giấu che. Nó là nguồn sinh lực cho con người thay đổi bản thân và trở nên mạnh mẽ. Những sức mạnh này giúp chúng ta giải quyết một cách hiệu quả những yêu cầu và thách thức hàng ngày trong cuộc sống. Chúng cũng giúp ta phát triển thái độ tích cực đối với người khác, mang lại lời chúc tốt lành và sự trong sáng để xây dựng mối quan hệ hài hòa. Bởi chỉ khi tâm hồn mạnh mẽ và sáng suốt, ta mới có thể lan tỏa nhiều yêu thương hơn. Và khi biết cách áp dụng những sức mạnh này vào thời điểm phù hợp, ta có thể thoát khỏi gánh nặng và những thói quen cũ không mong muốn. Những sức mạnh này cũng là nguồn cảm hứng không ngừng cho người khác, giúp họ cũng có thể trải qua quá trình thay đổi và trở nên mạnh mẽ. 8 sức mạnh bao gồm: khoan dung chịu đựng, đối mặt, hợp tác, thích nghi, suy xét, phân biệt, sức mạnh từ bỏ và sức mạnh rút lui những suy nghĩ sai lạc. Sức mạnh khoan dung chịu đựng là khả năng vượt qua mọi khó khăn, bao gồm cả khả năng vượt lên những ảnh hưởng tiêu cực của tình huống mà không phản ứng ngay lập tức, thậm chí trong suy nghĩ. Khi chúng ta đối mặt với sự phỉ báng, chỉ trích hoặc cảm giác đau đớn thể xác, sức mạnh này giúp chúng ta duy trì bình an và hạnh phúc. Trên nền tảng của ý thức tâm hồn, chúng ta có thể tỏ ra khoan dung và lượng thứ, như cây ăn quả vẫn cho quả ngọt dù bị đánh đập. Sức mạnh này giúp chúng ta giữ vững lòng yêu thương và giữ lại bình an trong bất kỳ tình huống nào, thậm chí khi chúng ta đang đối mặt với những điều không mong muốn nhất. Sức mạnh đối mặt trước những thách thức trong cuộc sống thường được khám phá và phát triển thông qua việc thực hành thiền định. Khi chúng ta đi sâu vào trong quá trình thiền, chúng ta trải nghiệm một bình an nguyên thủy vượt lên ý thức về cơ thể và tâm trí. Tại đây, chúng ta có thể quan sát và thấu hiểu những khó khăn một cách sâu sắc, nhận ra rằng mặc dù tình hình có khó khăn nhưng không phải là hoàn toàn tuyệt vọng. Chúng ta cũng khám phá được những mặt tích cực ẩn chứa trong những trải nghiệm tiêu cực. Quá trình này giúp chúng ta trang bị cho mình một sức mạnh đặc biệt để đối mặt với mọi trở ngại trong cuộc sống. Bằng cách thấu hiểu sâu sắc về bản thân và thế giới xung quanh, thông qua thiền định, chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn và có khả năng đối phó với mọi thách thức một cách đủ đầy và sáng suốt. Sức mạnh thích nghi là khả năng vượt lên trên những va chạm cá nhân hoặc tự nhiên và điều chỉnh bản thân dựa trên hiện thực xung quanh. Quan trọng là không trở thành người gây ra xung đột, mà thay vào đó, chúng ta cần trở thành những người có khả năng chứa đựng và hòa nhập với mọi tình huống. Giống như đại dương có khả năng chứa đựng mọi dòng sông đổ về, chúng ta cũng nên cởi mở và chấp nhận mọi người và mọi điều trong cuộc sống. Thay vì cố gắng từ chối bất cứ điều gì, hãy nỗ lực thay đổi quan hệ và tình hình sống với tất cả lòng tốt và sự sẵn lòng. Điều này giúp chúng ta thích nghi một cách tích cực và xây dựng các mối quan hệ lành mạnh và hòa bình. Sức mạnh hợp tác với người khác yêu cầu sự nhìn nhận từ ý thức tâm hồn. Thông qua ý thức này, chúng ta thấy mọi người như anh em của chúng ta. Sự nhìn nhận này tạo nên một liên kết đặc biệt, một sức mạnh hợp nhất. Thông qua sự hòa hợp, chúng ta có thể đạt được mọi mục tiêu và thành công trong mọi công việc. Sức mạnh phân biệt là khả năng phân biệt xác định cái nào là ý nghĩ, lời nói và hành động đúng đắn và hợp lý, cả của bản thân và người khác. Tương tự như một thợ kim hoàn có thể nhận biết được kim cương thật và giả,
Chúng ta cũng cần lưu giữ những ý nghĩ tích cực và có giá trị, đồng thời loại bỏ những ý nghĩ tiêu cực và có hại. Suy nghĩ tiêu cực giống như một lớp mây mờ che khuất khả năng phân biệt thật sự của chúng ta. Thực hành thiền định giúp chúng ta làm sáng tỏ tâm trí, xóa tan sự mờ mịt đó và giúp chúng ta nhìn nhận rõ ràng và chính xác hơn về bản thân và thế giới xung quanh. Sức mạnh suy xét cho phép chúng ta đưa ra những quyết định rõ ràng, nhanh chóng và chính xác mà không bị thiên vị. Để làm được điều này, chúng ta cần phải tự do khỏi ảnh hưởng của tình huống, cảm xúc và ý kiến của người khác. Chúng ta cần phải có hiểu biết sâu sắc về cái đúng và cái sai. Thiền Raja Yoga là một công cụ mạnh mẽ để phát triển sức mạnh này. Raja Yoga giúp tinh thần trở nên sáng suốt hơn thông qua việc hiểu rõ hơn về bản thân và giữ cho tâm trí ở vị trí của một người quan sát không thiên vị. Điều này giúp chúng ta suy xét và đánh giá mọi tình huống một cách khách quan và minh bạch, từ đó đưa ra những quyết định có trách nhiệm và phù hợp. Sức mạnh từ bỏ những suy nghĩ sai lạc trong ý thức tâm hồn giúp chúng ta trải qua cuộc sống một cách nhẹ nhàng, chỉ mang theo những thứ cần thiết nhất. Thay vì chìm đắm trong lo âu và cảm giác tức giận, chúng ta học cách từ bỏ những điều không cần thiết đó. Bằng cách này, chúng ta giữ cho tâm trí và tinh thần mình trở nên nhẹ nhàng và tự do. Sự tiết kiệm này không chỉ mang lại sức mạnh mà còn mở ra một cái nhìn tích cực và hòa nhã hơn đối với cuộc sống. Sức mạnh rút lui trong suy nghĩ cho phép chúng ta duy trì ý thức về những ý nghĩ có thể thực hiện được ngay cả khi đang ở trong quá trình hành động. Dù ta đang tham gia vào các hoạt động, ta vẫn có khả năng rút lui suy nghĩ và trở về trạng thái bình an nội tâm. Qua việc này, suy nghĩ của ta không bị cuốn vào dòng chảy khi không cần thiết và ta tránh được lãng phí năng lượng. Điều này là kỹ năng thực sự mạnh mẽ trong việc kiểm soát bản thân, tạo ra một tâm hồn mạnh mẽ và tự do. Bằng cách áp dụng 8 nguyên lý sức mạnh này vào cuộc sống, bạn sẽ phát hiện ra hiệu quả không ngờ mà chúng mang lại. Phải chăng thời gian không chờ đợi ai? Ngài Isaac Newton đã vẽ ra bức tranh về chiếc đồng hồ trái đất, nơi thời gian trôi bên trong một đồng hồ vũ trụ. Thời gian là cái gì đó tuyệt đối. Một giây là một giây, không dài hơn, không ngắn hơn. Chúng ta ở bất kỳ nơi nào, trong phòng khách hay trên một vì sao cách ta hàng triệu năm ánh sáng, chúng ta làm bất kỳ việc gì, thời gian vẫn trôi, không lệ thuộc vào những ảnh hưởng bên ngoài. Đó là quan điểm chung về thời gian của các nhà khoa học châu Âu cách nay gần 300 năm sau Newton. Chiếc đồng hồ vũ trụ ngoài kia vẫn lắc lư bất chấp việc con người có thể đo lường nó. Cái đồng hồ mà Newton ám chỉ không phải là đồng hồ thật, mà nó gợi đến một ý niệm về sự không ngừng nghỉ. Thời gian luôn luôn trôi qua, độc lập trước mọi sự. Hãy lấy một ví dụ nhỏ. Hãy hình dung chúng ta đi ngủ vào một buổi tối, và khi sáng thức dậy, mọi vật đều chuyển động chỉ bằng một nửa tốc độ từ trước đến nay. Theo lý thuyết Newton, thời gian thật vẫn trôi như thế, còn chúng ta phải làm việc gấp đôi thời gian. Cuối cùng, ta nghĩ từ 9 đến 5 giờ là 8 tiếng, kỳ thực lại kéo dài đến 16 tiếng. Khi thức giấc vào buổi sáng, mọi việc có vẻ như bình thường. Chúng ta không cảm thấy tất cả đều bị chậm lại, bởi vì cách duy nhất để đoán định cái gì đang chậm lại là so sánh chúng với một cái gì đó nhanh hơn. Có thể suy ra là mọi vật đều chuyển động cùng một tốc độ tương ứng với nhau. Hai ý tưởng này có ý nghĩa thực tiễn nào không với chúng ta? Trước hết, theo cách nhìn nhận thời gian của chúng ta thì hoặc ta làm chủ thời gian, hoặc là nô lệ của nó. Theo quan điểm của Newton, chúng ta trở thành nô lệ của thời gian vì thời gian không chờ đợi ai. Như thế, ta cảm thấy cần phải gấp rút sắp xếp hoạt động của mình đến từng giây đồng hồ. Thời gian lệ thuộc vào tốc độ thay đổi. Vậy cái gì trong ta đang thay đổi mà nó sẽ chi phối tốc độ nhanh hay chậm của thời gian? Đó chính là suy nghĩ của chúng ta. Nếu chúng ta làm chậm suy nghĩ, thời gian sẽ được nới rộng ra. Nếu ta tăng tốc, thời gian sẽ thu ngắn lại. Không phải chúng ta làm chậm suy nghĩ của mình như thể làm chậm một đĩa nhạc. Đơn giản là ta để nhiều khoảng trống giữa mỗi suy nghĩ, thậm chí giữa mỗi lời nói. Từ từ, ta không chỉ nhận thức về suy nghĩ của mình mà còn nhận thức cả những khoảng trống ấy nữa. Nhận thức những khoảng trống bình an giữa mỗi suy nghĩ dẫn ta đến thực tại, tạo cho ta cảm giác luôn có chỗ để xoay sở. Thời gian như được kéo dài thêm. Phải chăng như vậy chúng ta đã tự sáng tạo ra thời gian của mình? Thực hành làm chủ hành động và ứng xử của mình, bạn sẽ tiến bộ thấy rõ. Những vận động viên vĩ đại đều tự làm chủ được tâm trí mình khi tập luyện.
như Bjorn Borg, một vận động viên quần vợt nổi tiếng chẳng hạn. Cả ý thức bên trong ra lệnh cho cơ thể anh ta chính xác và rõ ràng đến nỗi mỗi cú đưa vợt của anh ta đều hiệu quả và nhẹ nhàng, không một nỗ lực nào bị hoài phí. Khoảng trống giữa mỗi suy nghĩ cho phép chúng ta đổi hướng dễ dàng và nhanh chóng. Khi nhiều ý nghĩ cùng đuổi theo nhau, chúng giống như một chiếc xe thu hết năng lượng để lao đi với vận tốc kinh hồn. Chỉ cần bất ngờ rẽ trái, ta phải đạp thắng gấp, gây hoảng loạn cho những người ngồi trên xe và cả bản thân mình. Rất có thể ta phải đi quá đoạn đường cầu rẽ, rồi mất thêm thời gian, công sức để chạy vòng lại và đi đúng đường. Tương tự như thế, khi sự quá đà diễn ra trong tâm trí, ta vội vã dừng lại và hoang mang chao đảo, làm người thân và bạn bè bất an theo. Khoảng trống giữa các ý nghĩ giống như thời gian ta tạm dừng ở một sân ga nào đó. Hãy dừng lại, hết sức nhẹ nhàng và đơn giản chọn lấy một con đường không gây phiền hà cho ai. Nghĩ chậm lại và cho mình thêm thời gian, điều đó chỉ mang đến ích lợi mà thôi. Nhưng trên hết, phương thức nghĩ chậm giúp ta đến gần ý thức tâm hồn dễ dàng hơn. Trong khoảng trống giữa những suy nghĩ, chúng ta tận hưởng cảm giác tuyệt vời của bình an và mãn nguyện, những phẩm chất tự nhiên của tâm hồn. Hẳn nhiên, thời gian theo quan điểm Newton là khoảng thời gian chi phối thế giới vật chất quanh ta. Không có hệ tham chiếu cố định này, mọi sự trở nên hỗn loạn. Nơi đây không bị chi phối bởi thời gian, không vận động, chỉ có sự thanh tịnh vĩnh cửu. Trú ngụ trong ngôi nhà tinh thần của mình, ta có thể học cách suy nghĩ chậm lại đến mức ngưng đọng mọi ý nghĩ. Khi đó, trong trạng thái tĩnh lặng, tĩnh tại và mãn nguyện, chúng ta bắt đầu hành trình khám phá vẻ đẹp vĩnh cửu. Thực hành thiền định. Luyện tập thói quen nhắc mình, quá khứ chỉ là quá khứ, tiếp tục hướng về phía trước. Nếu gặp trắc trở, đừng mang cảm giác tội lỗi. Hãy nghĩ cách chiến thắng nghịch cảnh, hướng dòng năng lượng từ những suy nghĩ tội lỗi hoặc hối tiếc sang những suy nghĩ tích cực và ý chí mạnh mẽ. Tâm hồn sẽ lên tiếng, vâng, tôi đang nỗ lực thay đổi đời mình. Lời dẫn thiền. Tôi trải nghiệm mình như một thực thể không mang hình hài, một điểm sáng bình an và mạnh mẽ trong một thế giới tràn ngập ánh sáng. Tôi cảm thấy mọi thứ đều bất động, vô tận. Không có gì chuyển động, chỉ còn cảm giác mãn nguyện sâu sắc. Tâm hồn không mong cầu thêm điều gì. Tôi ở cùng tâm hồn thánh thiện trong ngôi nhà tĩnh lặng. Tôi tắm mình trong biển cả bình an. Tôi ở bên suối nguồn đức hạnh bất tận này và đổ tràn nguồn ấy vào bản thân tôi. Tôi đang tràn đầy ánh sáng và bình an, lan tỏa những phẩm chất thánh thiện của tâm hồn thánh thiện vào thế giới này. Suốt trong lịch sử, nhân loại đã tìm kiếm rất nhiều thứ, nhưng có hai điều quan trọng hơn tất cả là hạnh phúc và hòa hợp. Nếu đạt được một trong hai điều này hoặc cả hai thì tiếp theo sẽ là một cuộc chiến để giữ gìn chúng. Nếu muốn có được chúng vĩnh viễn, ta phải nhìn xa hơn những giới hạn của cải, tiền bạc và những quan hệ mong manh dễ vỡ. Raja Yoga có hai nghĩa: Yoga tự chủ. Yoga mang đến năng lực tự chủ giúp con người điều chỉnh được bản thân và hợp nhất tuyệt đối, hay là hợp nhất với cội nguồn năng lượng sống. Nghĩa thứ hai của Raja Yoga liên quan đến việc nuôi dưỡng quan hệ với cội nguồn năng lượng sống, ánh sáng thánh thiện, nguồn gốc của mọi hoàn thiện. Trong sự hợp nhất này, ta có thể thực hiện ước muốn vươn tới hạnh phúc nội tâm và khát khao mối quan hệ hoàn hảo. Không ai đòi hỏi bạn tin vào năng lượng sống thánh thiện ấy, chỉ cần bạn mở lòng ra với ý tưởng rằng có một nguồn năng lượng vĩ đại hơn tất cả, thiền định sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn ý tưởng này. Nếu có ai đó hỏi bạn, anh có tin ông X thật sự tồn tại không? Bạn sẽ lập tức muốn gặp ông X nào đó trước, rồi mới tin theo. Tương tự thế, trước khái niệm nguồn năng lượng tối cao, ta cần giữ một tâm trí cởi mở. Chỉ khi nào bạn có trải nghiệm trực tiếp về nguồn năng lượng vĩ đại ấy, thì mới nói đến chuyện bạn có đi theo đức tin ấy hay không. Xong, nếu muốn liên lạc với năng lượng tuyệt đối này, bạn nên biết thêm vài điều. Trước hết, bạn cần hình dung được hình dáng của nguồn năng lượng cao cả ấy để có thể nhận biết một cách chính xác. Thứ hai, bạn cần biết ngôn ngữ giao tiếp với năng lượng ấy là gì. Thứ ba,
bạn cần biết nơi nào cuộc gặp gỡ kỳ diệu ấy có thể xảy ra. Trong Raja Yoga, vì chúng ta có ý niệm cụ thể về hình dáng của tâm hồn, do đó chúng ta cũng hình dung được hình dáng năng lượng tuyệt đối này. Thực chất, năng lượng tối cao chính là tâm hồn thánh thiện, vì thế người có hình dáng tương tự như tâm hồn con người chính là điểm năng lượng ánh sáng. Khi chúng ta nói, Ngài không có nghĩa đó là một người đàn ông. Tâm hồn bản thân nó không có giới tính. Tâm hồn con người có cơ thể của riêng mình, nhưng tâm hồn thánh thiện thì không có cơ thể hữu hình, không nam không nữ. Tâm hồn thánh thiện không sinh ra như một con người. Vì thế, người không bao giờ lãng quên bản tính nguyên thủy như chúng ta. Người còn nguyên vẹn sự bình an, hạnh phúc và mạnh mẽ, trong khi trải nghiệm ấy trong chúng ta đã bị giới hạn từ lâu. Người là ánh sáng thánh thiện, là đại dương tràn đầy đức hạnh vô tận và vĩnh cửu. Người luôn tràn trề và không cần bất cứ điều gì. Người nhân từ tột cùng và luôn trao tặng một cách vô tư, không vụ lợi. Trong khi chúng ta đều trông đợi sự đáp trả, ngay cả sự hài lòng khi cho đi cũng là thứ chúng ta cần có. Người chỉ cho đi mà không bao giờ kỳ vọng hoặc mong chờ chúng ta đền đáp. Năng lượng thánh thiện ấy cũng có thể là mẹ, là cha và là bạn, hay bất kỳ mối quan hệ nào hoặc vai trò tích cực nào mà ta mong ước có được. Bởi vì người là suối nguồn vô tận của mọi phẩm chất tốt đẹp của cả nam và nữ. Cho nên, dù ở trong tình huống nào, chúng ta cũng luôn nhận được nguồn trợ giúp và sức mạnh dẫn dắt. Chúng ta sẽ giao tiếp với nguồn năng lượng này bằng cách nào? Thiền định là để trải nghiệm chính mình, trải nghiệm những phẩm chất từ chính con người chúng ta. Bước đầu tiên, ta tạo ra suy nghĩ bình an là để trải nghiệm bình an. Khi càng chìm sâu trong sự bình an, ta càng bớt đi sự căng thẳng suy nghĩ. Giao tiếp với tâm hồn thánh thiện chính là ở cấp độ này. Chúng ta nhận ra Ngài qua trải nghiệm và phẩm chất của Ngài. Chúng ta bắt đầu cảm nhận nguồn năng lượng ấy tuôn tràn qua ta. Giao tiếp với tâm hồn thánh thiện thông qua trải nghiệm tĩnh lặng. Trong sự tĩnh lặng sâu xa, chúng ta chìm đắm vào biển cả bình an. Ta trở nên sáng suốt, được làm cho tươi mới trở lại. Ta hiểu thêm những phẩm chất và nét đặc biệt của riêng mình và tự tin hơn bao giờ hết. Ta nhận lấy sức mạnh để luôn giữ mình trong trạng thái bình an trong khi tiếp tục cuộc sống hàng ngày. Vậy thì ta có thể gặp năng lượng tuyệt đối ấy ở đâu? Khi ngồi thiền và chìm sâu vào nội tâm mình, cảm giác tĩnh tại sẽ đến với ta. Trong sự yên lặng ấy, ta thuộc về một thế giới thanh tịnh tột cùng, một thế giới không bị giới hạn bởi thời gian. Còn trong thế giới vật chất hữu hình này, mọi thứ luôn thay đổi. Nếu còn vướng vào thế giới vật chất, ta không bao giờ chạy thoát khỏi thời gian. Dường như ở đây, ta đưa ý thức của mình vượt ra khỏi thế giới này để đến một thế giới khác. Ta gọi nơi ấy là thế giới tâm hồn, ngôi nhà nguyên thủy của mọi tâm hồn. Đó là thế giới tĩnh lặng, tĩnh tại, tràn đầy bình an và sức mạnh, thế giới của ánh sáng vàng đỏ bất tận. Đây cũng là ngôi nhà của tâm hồn thánh thiện. Ở nơi đó, chúng ta bắt đầu trải nghiệm năng lượng bình an, yêu thương, thánh khiết, phúc lạc và sức mạnh vô biên của người. Thông qua cuộc gặp gỡ tuyệt vời này, chúng ta tìm thấy năng lượng mới và những lời mách bảo để thanh toán sòng phẳng những món nợ nghiệp từ quá khứ, thành thản bước vào một tương lai ổn định, hạnh phúc và bình an. Thực hành thiền định. Ngồi trong bầu không khí yên lặng và thư giãn, đọc chậm rãi những ý tưởng liên kết ta và tâm hồn thánh thiện. Lời dẫn thiền. Ngồi yên lặng, tôi nhẹ nhàng chuyển sự chú ý vào thế giới nội tâm của tôi. Tôi tập trung suy nghĩ vào trung tâm vầng trán. Tôi, một thực thể ánh sáng bình an. Khi tập trung vào chấm sáng này, sự chú ý vào cơ thể của tôi giảm dần. Tôi cảm thấy bình an và nhẹ nhõm. Và tôi từ từ đưa nhận thức của mình vượt lên trên cơ thể, lên trên nữa, trên cả căn phòng này, lên trên nữa, qua khỏi mặt trăng và các vì sao. Tôi đang bay về ngôi nhà bình an và tĩnh lặng của mình. Xung quanh tôi bỗng ngập tràn ánh sáng vàng rực.
Và trong ánh sáng vàng rực và bình an này, tôi gặp tâm hồn thánh thiện. Tôi cảm nhận được sự bình an, yên tĩnh và sâu lắng. Tôi là một thực thể bình an, và tôi đang ở trong ngôi nhà bình yên của mình. Trong sự tĩnh lặng và bình an này, tôi có thể cảm nhận được tình yêu của tâm hồn thánh thiện. Điều tôi cần có là một tâm trí trung thực, sáng suốt và rõ ràng để chiêm nghiệm cuộc hội ngộ này với người. Tôi chiêm nghiệm tâm hồn thánh thiện như là người mẹ dịu dàng và ấm áp. Nơi đó, tâm hồn tôi được chở che, bao bọc và chăm sóc. Là cha, người cho tôi tình yêu thương và sự hiểu biết, tôi có thể chia sẻ mọi ý nghĩ và hy vọng của mình với tâm hồn thánh thiện ấy, bạn của tôi, kể cả những nghi ngờ và khó khăn, bởi vì làm sao có thể giấu kín điều gì với một người bạn chân thành. Là thầy, người dạy cho tôi về chân lý, người trả lời mọi câu hỏi, đưa ra lời khuyên, lời người hé mở cho tôi những bí ẩn của thời gian và vĩnh cửu, sự sáng tạo thiêng liêng, mở ra ý nghĩa sáng tỏ về cuộc sống. Trải nghiệm tất cả các mối quan hệ với tâm hồn thánh thiện mang đến cho tôi sự mãn nguyện, xóa sạch mọi nỗi đau và mọi điều phiền muộn. Hạt giống của tất cả các mối quan hệ này là tình yêu thương. Tình yêu của tâm hồn thánh thiện là vô tận vô bờ, dành cho mọi tâm hồn trên thế giới. Tôi cảm thấy mình được nạp đầy năng lượng và trở nên mạnh mẽ, trong trạng thái bình an và mạnh mẽ. Tôi nhẹ nhàng đưa tâm trí trở về với thế giới này. Tôi vẫn duy trì được cảm giác yêu thương và yên bình, và tôi chia sẻ niềm vui cùng với những người quanh tôi. Khi trải nghiệm bình an bằng thiền định, cảm giác bình an xuất hiện rất tự nhiên và giản dị. Bạn đâu phải cố sức gì để có nó. Mục đích của bạn là ở trong trạng thái ấy mãi mãi. Bạn làm gì, trò chuyện với ai, điều gì đang diễn ra quanh bạn, bạn chỉ cần nói Om Shanti, hòa tan trong biển cả bình an và khơi dòng bình an đến với mọi người. Để duy trì niềm tin, ta cần có cả sự hiểu biết và trải nghiệm. Vì thế, hãy cố gắng kết nối kiến thức này với trải nghiệm thực hành thiền định. Theo cách này, cuộc đời bạn trở thành suối nguồn cảm hứng an vui và hạnh phúc cho chính bạn và thế giới. Om Shanti. Tôi là một tâm hồn bình an.